Xin được cảm ơn cặp đôi Phương Thảo Ngọc Lễ và cảm ơn top 4 của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, quả thật là rất may mắn và hạnh phúc khi đêm nay Duy Hải được
sống lại một phần ký ức tuổi thơ với ca khúc Xe đạp ơi qua phần trình diễn của Phương Thảo và Ngọc Lễ. Xin được cảm ơn anh chị rất nhiều với phần trình diễn rất là cảm xúc vừa rồi ạ. Cảm ơn anh chị.